Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Trần Văn Hiền, Mạnh nước nổi trôi. Tôi về nước đầu tháng Giêng năm 1973, trước khi Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 73. Quân trường vắng vẻ vì một số sinh viên sĩ quan và sĩ quan đã được gửi ra Đà Nẵng trong chiến dịch giành dân lấn đất khi Cộng sản mở cuộc tấn công mùa hè năm 1972, mà thường được gọi là mùa hè đỏ lửa, bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh tan và bị dồn vào các sào huyệt cũ. Một vài hôm sau, tôi cũng được gửi ra tham gia. Theo các nhà quân sự, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã làm chủ được 70% lãnh thổ miền Nam. Trước khi hòa đàm Paris sắp được ký kết, ông Henry Kissinger yêu cầu Tổng thống Thiệu cố gắng giành dân lấn đất thêm, để trên bàn hội nghị Việt Nam Cộng Hòa sẽ có lợi thế trong vấn đề phân chia lãnh thổ miền Nam. Đà Nẵng là thành phố lớn nhất miền Trung, chẳng xa lạ đối với tôi. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ khiến thành phố phát triển như chưa từng thấy. Khách sạn, quán ăn và họp đêm mọc lên khắp nơi, thu hút nhiều người ở khắp nơi đến làm ăn. Sau Hiệp định Paris, Đà Nẵng không còn dễ kiếm tiền như trước nữa. Phố xá bớt nhộn nhịp, một số khách sạn đóng cửa. Dân chúng gỡ trộm các căn cứ bỏ trống đem ra bán ở chợ trời Thanh Bình, đủ thứ linh tinh. Đơn vị sinh viên sĩ quan đóng tại tiểu đoàn tâm lý chiến gần cầu Trịnh Minh Thế. Chiếc cầu này do người Pháp xây, bắc qua sông Đà Nẵng, nối liền thành phố với bờ biển, trải dài từ bãi Mỹ Khê cho đến bãi Tiên Sa. Trên bãi biển là những căn cứ quân sự. Ở cuối bãi Mỹ Khê là ngọn núi Ngũ Hoành Sơn. Tục truyền Phật bà Quan Âm dùng phép thần thông biến năm ngón tay thành năm ngọn núi úp xuống, đè nhốt Tề Thiên Đại Thánh vì tội phỉ báng trời Phật. Ngọn núi là một động cẩm thạch, có đường xuống âm phủ và cầu thang lên trời. Tôi ra đây, chiến dịch sắp chấm dứt nên không được giao công tác nào cả. Sinh viên sĩ quan đi công tác một vài nơi, mà sự có mặt dường như để tăng khí thế tình quân dân. Tôi tiếc không đọc được phúc trình công tác của sinh viên sĩ quan nên không biết rõ. Nhưng tác phong và quân kỷ của sinh viên sĩ quan làm tôi càng mến phục. Trong thời gian này, tôi có dịp ra thăm viếng cố đô Huế, nơi tôi sinh trưởng và lớn lên. Con đường Cái Quan Vạn Lý Băng Sơn chạy qua đèo Hải Vân là một phong cảnh hùng vĩ nín thở. Con đường đèo dài hơn 20 cây số. Hồi trước, một chiều, nên có giờ đóng cửa và mở cửa đèo. Nay rộng rãi hai chiều, do nhu cầu quân sự, công binh Hoa Kỳ CB đã bạc núi xẻ rừng làm con đường đèo giống như một xa lộ. Trên đỉnh đèo, cửa Hải Vân triêu phong của năm tháng thu mình nhỏ bé. Đây là cửa ải về Chim Quốc ngày xưa. Công chúa Huyền Trân đã đi qua. Ngoài mỏm đèo là ngôi mộ của nhà kỹ sư Pháp đã xẻ con đường hầm xe lửa dưới chân đèo. Vị kỹ sư này đã tận tình cuộc đời cho xứ này, khi chết yêu cầu được chôn cất ở đây để được ngắm mãi cảnh núi non trời biển tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi trở lại cố đô Huế sau hơn 10 năm xa cách. Huế thơ mộng ngày trước bây giờ không còn nữa. Dấu vết chiến tranh Mậu Thân vào mùa hè đỏ lửa vẫn còn. Con đường Trần Hưng Đạo chạy ngang thành phố, từ chợ Đông Ba đến cầu Bạch Hổ, rộng rãi, nhưng nóng nảy vì hàng cây giữa đường bị dẹp bỏ. Một vài căn phố bị tàn phá trong trận Mậu Thân vẫn chưa được xây cất lại. Một chiếc cầu mới được quân đội Mỹ cất từ câu lạc bộ thể thao ngang qua sông Hương, trước cột cờ nhà vua để chuyển quân. Đằng xa, hướng chợ Đông Ba là cầu Tràng Tiền, sáu bài 12 nhịp, là một hình ảnh thơ mộng của thành phố Huế. Bây giờ thấy lại cũ kỹ và nhỏ bé, lầu Ngọ Môn sập đổ vẫn chưa được tu bổ, cửa Đông Ba bị bom phá mất lầu thượng. Tôi mơ về Huế, nhưng bây giờ thấy thành phố điêu tàn và thê lương. Bên kia sông là đường Lê Lợi. Đây là khu hành chánh, bệnh viện, trường học và đại học Huế. Trường Đồng Khánh và Quốc học là hai hình ảnh thân mật gợi lại
những kỷ niệm của tuổi học trò đối với những người xa Huế. Hai tuần sau, chúng tôi trở lại Đà Lạt cùng với sinh viên sĩ quan trên chiếc máy bay C-123. Sau chiến dịch giành dân lấn đất, mùa văn hóa bắt đầu khai giảng lại. Sau hai năm làm sinh viên ở nước ngoài, tôi trở lại làm giảng viên như cũ. Ngôi nhà tôi ngủ nằm trên đường Lê Thái Tổ, đối diện với kho xăng quân đội. Con đường này là trục giao thông nối liền Đà Lạt, Phan Rang, Nha Trang, nên ban ngày xe cộ nhộn nhịp, nhưng ban đêm vắng vẻ. Trước kia khu vực này không được an ninh, đằng sau nhà là thung lũng. Đây là đường đi lén lút của Việt Cộng để pháo kích kho xăng hay quân trường bỏ bị. Phía bên kia thung lũng là dinh số 3 của cụ Hoàng Bảo Đại. Vậy hướng trại mát là trung tâm huấn luyện cảnh sát dã chiến. Cách mấy khu vườn là ngôi nhà sập đổ và cháy đen của một vị trung tá bị Việt Cộng gài chất nổ giết chết cả gia đình. Bây giờ hòa bình vãn hồi. Chúng tôi ước mơ xây tổ ấm ở ngôi nhà này giữa khung cảnh thơ mộng và yên tĩnh. Cuộc đời người lính võ bị Đà Lạt thầm lặng, xa lánh cuộc sống vui nhộn ở Sài Gòn. Ban ngày dạy học, hết giờ trở lại làm người lính, tuy không phải ở chiến trường. Người sĩ quan võ bị vẫn ở trong vùng lửa đạn. Có người bị thương như trung úy giảng viên Trương Tiếu Oanh, hay ngã mình như thiếu tá trưởng khoa phòng thí nghiệm nặng Đào Thiện Yết khi Việt Cộng đột kích phá hoại quân trường vào năm 1970. Mùa văn hóa chấm dứt và lễ mãn khóa 27 cuối năm đã tới. Đây là một ngày lễ lớn không những của quân trường mà của cả dân chúng Đà Lạt. Năm nay buổi lễ được tổ chức rầm rộ lớn hơn mọi năm, mà chẳng ai ngờ là buổi lễ cuối cùng của quân trường. Các vị chức trách cao cấp hành chính cũng như quân sự đều lên dự, các phái đoàn ngoại giao và quân sự ngoại quốc đều được mời. Lễ mãn khóa thường bắt đầu bằng một vở kịch lịch sử hay thời sự đại quy mô và sống động trên bãi cỏ trước mặt quan khách. Vở kịch năm nay là Ấp Chiến Lược. Nhớ lại năm nào vở kịch Đại Phá Quân Thanh đến hồi quân Nam vây hãm thành Thăng Long, tướng Tàu bỏ ấn kiếm chạy trốn, thì viên đại sứ Trung Hoa Đài Loan tức giận đứng dậy ra về. Vở kịch Ấp Chiến Lược năm nay mang đầy ý nghĩa vì sau buổi lễ, phái đoàn chính phủ và ngoại quốc sẽ xuống quận Sông Pha trên đường Đà Lạt, Nha Trang viếng thăm Ấp Chiến Lược kiểu mẫu ở thung lũng chết. Vùng này trước đây không an ninh và khô cằn, nhưng từ ngày đập thủy điện Đa Nhiêm được xây cất và dưới chính sách Ấp Chiến Lược, vùng này trở nên trù phú, dân cư đến tụ tập đông đảo. Vở kịch diễn tả sống động cảnh sinh hoạt trong làng và khi Việt Cộng đến đánh phá, dân chúng tiếp tay với quân đội để bảo vệ thôn xóm. Tiếp theo là lễ chính thức, sinh viên sĩ quan thủ khoa dân cung bắn bốn mũi tên ra khắp bốn phương, nói lên chí vẫy vùng ngang dọc. Rồi tất cả khóa 27 quỳ cối tuyên thệ và tung nón lên trời để mừng ngày ra trường. Sau đó, bốn khóa sinh viên sĩ quan trong lễ phục áo jacket trắng, quần xanh da trời đẹp đẽ đi diễn hành, oai nghiêm, qua trước khán đài quan khách. Bước đi đều đặn, không lỗi nhịp giữa sự hoan hô nhiệt liệt của mọi người. Vào đầu mùa xuân 75, Đà Lạt đẹp vô cùng. Thời tiết ấm áp, bầu trời trong vắt. Hoa anh đào nở rộ ở các đường phố. Tuy các chiến trường bắt đầu sôi động lại, Việt Cộng gia tăng đánh phá Tây Ninh, Phước Long, Quảng Trị, nhưng Đà Lạt vẫn yên tĩnh. Du khách ở Sài Gòn vẫn lên đông đảo. Không hiểu sao thành phố được quét dọn sạch sẽ lúc này, bờ hồ được đắp cỏ và một vài công thự được tu bổ. Có người thấy những chiếc xe Hoa Kỳ đang bóng tới lui dinh hai ở đầu đường Lê Thái Tổ, thì nói đó là nơi sẽ mở hội nghị trung lập. Quân nhân đã bắt đầu lệnh cấm trại 100%. Tôi lại thấp thỏm suốt đêm ở trong quân trường. Khi về nhà sáng hôm sau thấy vợ con bình an mới yên tâm. Rồi một buổi chiều bỗng dưng có tin đồn Việt Cộng tràn về thành phố. Thấy là phố xá đóng cửa, chợ búa hết đông và dân chúng hối hả di tản về Sài Gòn hay Nha Trang. Các bến xe đông nghẹt.
tất cả xe đò, xe hàng và xe du lịch đều chật cứng người, rời khỏi Đà Lạt vội vàng. Tôi đã gửi vợ con về Nha Trang, nên bây giờ có thể an tâm cố thủ trong quân trường. Tướng chỉ huy trưởng trường võ bị đặc trách làm tổng trấn Đà Lạt và Lâm Đồng. Trường võ bị biến thành bộ chỉ huy của tất cả đơn vị bảo vệ cao nguyên. Chiến thắng trận Lâm Đồng của địa phương quân với chiếc xe Molotov tịch thu được mang về trưng bày ở chợ Hòa Bình, Đà Lạt, mang lại chút phấn khởi cho dân chúng. Nhưng tình hình chiến trường các nơi xa bi quan, hết Ban Mê Thuộc, Pleiku, Kon Tum, đến Quảng Trị, Huế, rồi Đà Nẵng. Khi thành phố này lọt vào tay Cộng sản, thì không còn hy vọng gì nữa. Lệnh cấm quân bắt đầu, không ai nói, nhưng đều hiểu ngầm số phận Đà Lạt sẽ giống như các tỉnh khác. Tất cả sĩ quan và sinh viên sĩ quan được trang bị hai đơn vị hỏa lực và ở trong thế sẵn sàng. Nhưng Đà Lạt vẫn yên tĩnh và chờ đợi số phận. Một số gia đình không chịu được không khí ngột ngạt của Sài Gòn, lò mò trở lại Đà Lạt. Tình hình trở nên nguy ngập, con đường Sài Gòn-Đà Lạt bị cắt đứt. Rồi một buổi chiều quân trường có lệnh di tản. Đoàn xe võ bị quốc gia dẫn đầu bởi một thiết vận xa M113 gắn khẩu đại liên 12 ly 7 và một xe bọc sắt của bộ chỉ huy. Trung đoàn sinh viên sĩ quan là lực lượng chính bảo vệ đoàn xe. Các cơ quan chính quyền như tòa hành chánh, tiểu khu Tuyên Đức đều di tản theo. Khi dân chúng thấy trường võ bị rời Đà Lạt, họ không còn lý do ở lại, vì võ bị Đà Lạt là lực lượng bảo vệ họ xưa nay. Đoàn xe võ bị rời quân trường theo đường Lê Thái Tổ, chạy xuống trại mát Đơn Dương rồi xông Pha. Đây là con đường tử đạo theo binh thư, vì con đèo sông Pha hiểm trở vô cùng. Một bên là núi và một bên là thung lũng. Chỉ cần một trung đội địch phục kích là có thể cầm chân tất cả đoàn quân. May mắn suốt đoạn đường không xảy ra một cuộc đụng độ nào cả. Khi đến Đơn Dương, đoàn xe bắt đầu đi chậm lại vì con đường bị ngãn đằng trước. Đứng đây nhìn lên Đà Lạt, xe cộ chạy nối tiếp không ngừng. Con đường đèo lấp lánh ánh đèn như hội hoa đăng. Dân chúng trong vùng ngơ ngác đứng nhìn xem đoàn xe đi qua, như chẳng hiểu chuyện gì. Một anh lính địa phương quân còn đứng gác trong một chòi canh nói vọng ra. Trung quý ơi, sao em thấy buồn quá? Xe chạy đi rồi, tôi cảm thấy một mối thương tâm. Đoàn xe chạy suốt đêm, và khi gần sáng đến quận Sông Pha, trụ sở quận đã bỏ ngỏ, hồ sơ đốt cháy ở sân còn ung khói. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường, vào địa đầu thành phố Phan Rang. Khi vào địa đầu thành phố Phan Rang, dân chúng đang di tản. Một vài phần tử vô kỷ luật xách súng bắn lách tách để hôi của. Đến chiều xe ngừng lại ở tiểu khu Phan Rang, trong vắng vẻ. Tướng chỉ huy võ bị quốc gia đã rời đoàn quân khi nào không hay. Dường như tìm cách cứu giúp đoàn quân trên đường rút lui. Bây giờ đoàn quân như rắn mất đầu. Một sĩ quan khối quân sự vụ xuất hiện, nói không có gì mà mất tinh thần. Lực lượng chúng ta còn nguyên vẹn. Nếu cần, chúng ta có thể mở đường máu để vào Sài Gòn. Tôi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Màn đêm buông xuống, tứ bề yên lặng chẳng nghe tiếng súng. Mệt mỏi, tất cả mọi người kiếm chỗ ngã lưng mà chẳng canh gác. Sáng hôm sau trời vừa sáng, Việt Cộng bắt đầu pháo kích vào thành phố. Lúc đó chẳng còn lạnh lạc, mạnh ai nấy chạy. Tất cả ùa lên xe và đoàn xe phóng chạy, thỉnh thoảng một khẩu đại bác bỏ rơi bên đường. Đến chiều tối thì đến tiểu khu Phan Thiết. Viên tiểu khu trưởng cũng đã bỏ đi mất đất rồi. Đêm đó chúng tôi nằm ngủ và chẳng có kế hoạch gì cả. Đến sáng hôm sau Việt Cộng bắt đầu pháo kích, không ai bị thương. Rồi chúng tôi lại lên xe và đoàn xe chạy ào về phía Hàm Tân. Hai bên đường dân chúng lũ lượt kéo nhau đi tràn ngập. Đoàn xe chạy chậm lại vì ngãn đường. Bỗng có lệnh, sinh viên sĩ quan hãy xuống xe nhường chỗ cho đồng bào. Tôi vừa bước xuống thì xe chạy vụt bỏ lại mình tôi. Đi bên đường giữa đám đông và nhìn quanh chỉ thấy một mình là quân nhân. Cảnh dân chúng kéo nhau đi lết thết không biết đi đến nơi nào.
Mẹ bế con vừa dẫn theo sau bầy con nhỏ, chồng nắm tay vợ đi hớt hải. Người thì gánh đầu đặt trong quan gánh, kẻ đội trên đầu chiếc rương, người gánh con trong đôi thúng. Bà già đơn chiếc mếu máo khóc lóc, lại có người dẫn đôi bò kêu be be. Trong khi trên đường xe chạy nối nhau, đủ thứ xe, xe đò, xe du lịch, xe chở hàng, xe jeep, xe máy cày, xe be. Xe nào xe nấy đều đầy người. Có người đứng níu ngoài xe hay ngồi trên trần xe. Tôi đi thất thểu như một lính quốc xã bại trận. Bỗng thấy đằng xa có một chiếc xe đót quân đội tiến lại. Tôi đưa tay vẫy, xe chạy chậm lại. Một trung úy võ bị quốc gia ngồi cạnh tài xế kéo tôi lên. Con đường bây giờ tắc nghẽn đằng trước nên xe chạy chậm rì. Hễ xe nào chết máy là bị đẩy xuống hố. Một quân nhân thấy xe tôi chở đằng sau chiếc thùng xăng rỗng thì tưởng là chứa xăng chạy tới nói. Trung úy cho em xin tí xăng kẻo bỏ chiếc xe jeep mới thì tiếc quá. Nhưng xăng đâu mà thừa lúc này, thế là chiếc xe bị đẩy xuống hố liền. Xe hành khách, xe GMC nằm rải rác dưới hố đường. Lạ thay, giữa tình cảnh chạy giặt như vậy, vẫn có hạng người trực sẵn tháo gỡ bộ phận máy móc những chiếc xe vừa bị đẩy xuống hố. Súng M16 bất bừa bãi hai bên đường. Đến trưa chúng tôi đến Vĩnh Hảo, rồi Cà Ná. Đây là một thắng cảnh du lịch mà công ty Air Việt Nam thường giới thiệu. Bờ biển lõm chõm đá, sóng đánh vào trắng xóa, tôi chẳng còn thấy gì đẹp lúc này nữa. Xe chạy chậm rì như vậy suốt đêm. Mỗi lần xe ngừng lại lâu, anh lính tài xế lại tắt máy để tiết kiệm xăng nhớt. Đến sáng hôm sau, tất cả xe cộ không còn chạy được nữa. Có người nói đằng trước nghẽn rồi vì hôm qua có đụng độ lớn. Không phải với địch, mà giữa một đơn vị biệt động quân di tản và một đơn vị địa phương quân. Rồi anh lính tài xế bỏ xe chạy lại đằng trước nghe ngóng tin tức. Một chốc sau anh trở lại nói, em sẽ bỏ xe lại hay trung úy cũng nên cởi áo nhà binh. Không còn cách nào khác. Tôi và người bạn tuột hết áo quần nhà binh và chỉ còn giữ đôi giày lính. Quang cảnh bây giờ hỗn độn. Chỗ này sắp tới địa phận Hàm Tân, trời nắng gắt. Nhà cửa hai bên đường bỏ trống, những giếng nước đều khô cạn. Nơi nào còn nước dân chúng bu lại vét chút nước bẩn cặn còn lại. Tôi lượm được một cái vỏ chai xá xị và hứng được chút ít. Khi nào khát lắm mới dám nhấp một hớp để cầm hơi. Đến chiều chúng tôi đến một bãi đất rộng, hàng trăm chiếc xe đậu ngổn ngang. Tôi và người bạn kiếm một chỗ cạnh một chiếc xe đò ngồi nghỉ. Xung quanh dân chúng ngồi la liệt. Bỗng chợt thấy hai người đàn bà đang bê chiếc cần xé nặng một cách khó khăn từ trần xe xuống. Chúng tôi mới đứng dậy đỡ giùm. Đó là hai chị em di tản từ Pleiku về. Thấy chúng tôi hốc hác, người chị mới nói còn mấy lon sữa đặc và cà phê. Nếu kiếm được nước thì có cà phê uống ấm bụng. Chúng tôi đi kiếm một hồi lâu mới mang về được một ấm nước. Thế là mỗi người được một tách cà phê sữa đậm đà. Suốt đêm tôi thao thức lo sợ việc cộng cắt Hàm Tân thì không còn cách nào về Sài Gòn được. Sáng hôm sau mọi người còn ngủ. Tôi lặng lẽ bỏ đi trước. Đi được một hồi lâu thì đến rừng lá. Lâu nay nghe nói, bây giờ mới thấy. Đó là một loại dừa gai, lá xòe như cánh quạt dùng để lợp mái nhà. Dãy rừng này dày đặc, đây là chiến khu của Cộng sản, mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng như Hoa Kỳ đã nhiều lần mở cuộc hành quân nhưng không vào được. Hai bên đường dân chúng vẫn kéo nhau đi, đến một chặng đường xác chết nằm ngổn ngang. Đây có lẽ là cuộc đụng độ hôm qua giữa đơn vị biệt động quân chạy vào thành phố và lực lượng địa phương quân. Tôi rẩn tóc gáy không dám nhìn khi bước qua các xác chết. Có xác nằm ngửa trợn mắt há mồm, có xác nằm sắp gối lên xác khác, có xác bị xe cán nát đổ ruột ra ngoài, trùi bỏ bô đầy, và thê thảm nhất là xác một người đàn bà nằm ngửa với đứa con thơ còn bám trên ngực. Từ đây đến Hàm Tân khoảng hơn 10 cây số. Bây giờ dân chúng hai bên đường thưa thớt. Khi đến một quãng đường mà nhà cửa hai bên bằng gạch lập ngói, tôi đoán đã gần thành phố. Chợt thấy một anh lính cởi Honda chạy về hướng thành phố. Tôi vẫy tay và xưng là quân nhân xin quá giang.
Anh ta vui vẻ đèo tôi đến chợ Hàm Tân. Khi tôi hỏi tiền xăng nhớt bao nhiêu thì anh nói chỉ xin đôi giày lính thôi. Tôi chẳng chút tiếc nuối cởi giày trao liền. Tôi hỏi bến ghe vào Sài Gòn. Bến ghe nằm sau chợ. Chiếc ghe đuôi tôm nhỏ bé đã có một hành khách. Khi tôi xuống thì ghe chạy liền. Ghe chạy sát bờ. Đến tối thì đến Long Điền. Chỗ này cũng giống như các nơi khác miền Nam. Không khí nhộn nhịp vui vẻ. Khách hàng ngồi ăn uống quanh các xe nước mía hủ tiếu phở trái cây dưới các ngọn đèn khí đá và trong chẳng có chút không khí chiến tranh. Tôi thức suốt đêm không ngủ và mong trời sáng để lên xe đò về Sài Gòn. Ngồi ở quán cóc bến xe Phan Văn Hùng gần ngã sáu Sài Gòn chờ chuyến xe đò chạy đường Vũng Tàu để trình diễn đơn vị võ bị quốc gia đóng tại căn cứ Long Thành. Vừa nhìn ra đường lê lai tấp nập xe cộ ngược xuôi ban mai, tôi thẫn thờ như đang sống trong cơn ác mộng. Mới cách đây ba hôm, quân trường oai phong hùng cứ một vùng cao nguyên, và sau cuộc di tản vội vàng hoảng hốt, quân trường bị xóa tên một cách đau thương, và lực lượng võ bị quốc gia tan rã trong chốc lát, một cách đau lòng khó mà có thể tin được, sau hơn ba thập niên được thành lập, tốn bao công lao và xương máu. Cảnh đường phố đông đúc hơn thường lệ, bao phủ trong một bầu không khí chiến tranh và lo ngại. Tuy nhiên dân chúng chẳng hay lực lượng cộng sản hùng hậu đang tiến về thủ đô Sài Gòn, và tôi cũng không hay tình hình nguy ngập của Sài Gòn. Nhưng tôi là người lính thời chiến, tôi phải trở về đơn vị. Đứng trong hàng ngũ dự lễ trường sinh viên sĩ quan hai khóa 28 và 29, tôi thấy đau lòng. Phía sĩ quan áo quần lết thết và mất tinh thần. Ngược lại, trung đoàn sinh viên sĩ quan hàng ngũ vẫn chỉnh tề. Họ là một thế hệ thanh niên chọn binh nghiệp làm lý tưởng cuộc đời. Họ hiên ngang nhận trách nhiệm đất nước giao phó. Trong căn cứ tang thương đang hấp hối từng ngày từng giờ, họ trông giống như đoàn quân thần phong kamikaze sắp ra trận để phục vụ đất nước. Ai mà không cảm động thương tâm trước tình cảnh này. Bây giờ họ không còn gì cả, không quân trường yêu dấu, không bộ lễ phục đẹp đẽ và cả cấp chỉ huy nữa. Nhớ lại cách đây không lâu, họ oai nghiêm trong bộ lễ phục đi diễn hành hiên ngang trước quan khách, được hoan hô nhiệt liệt. Bây giờ vì tình hình đất nước lâm nguy, họ được gắn lon sớm để ra chiến trường. Các vị tướng tá đàn anh gửi đàn em ra mặt trận trong khi đó họ ở đâu? Chẳng khác gì hồi đại thế chiến thứ nhì. Thật chẳng khác gì hồi đại chiến thứ nhì khi quân đội đồng minh tấn công Vũ Bảo vào Bá Linh, các lực lượng quân đội bảo vệ thủ đô được lệnh bám từng tấc đất, trong khi đó các vị tướng tìm cách chuồn ra khỏi Bá Linh. Tôi không nhớ rõ bên khối quân sự vị nào thay mặt đọc nhật lệnh ra trường hôm đó, về khối văn hóa một vị trung tá thay mặt. Khi đọc xong nhật lệnh thăng chức cho một số sĩ quan cấp úy, ông buồn rầu nói, bây giờ các anh ai được thăng cấp thì hãy mua lon mà tự mình gắn lấy. Nhớ lại hồi trước có một sĩ quan được thăng thiếu úy, vội vã ra phố mua một cặp hoa mai vàng chói tự gắn lấy mà không chờ lễ gắn lon, bị phạt tội phạm quân kỷ. Tôi được thăng cấp đại úy, nhưng tôi chẳng cảm thấy sung sướng trước sự hấp hối của miền Nam. Và chẳng buồn tình mua cặp loan ba hoa mai gắn lên ve áo. Con đường Vũng Tàu bị cắt đứt, và vài hôm sau Sài Gòn mất. Sài Gòn, 30 tháng 4. Hiệp định Paris được chính thức ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 73, gồm nhiều điều khoản bất lợi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Nixon biết vậy nhưng không có cách nào khác. Khi Tổng thống Nixon ra tranh cử vào năm 1969, ông hứa hẹn giải quyết chiến tranh Việt Nam và mang quân đội Hoa Kỳ về. Nhưng khi đắc cử, ông xem chiến tranh Việt Nam là chuyện nhỏ, chưa cần giải quyết gấp, mà mục tiêu chủ yếu là thực hiện chủ thuyết cân bằng lực lượng thế giới thì mới giải quyết được chiến tranh. Sau đại chiến thứ nhì, cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu ở Âu Châu. Khối Nga Xô chiếm được một số các nước Đông Âu, trong khi ở Á Châu, Trung Cộng đang bành trướng mạnh và hăm dọa nền an ninh và quyền lợi Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Nên chính phủ Eisenhower đưa ra chủ thuyết Domino, hàm ý, hễ một quốc gia Đông Nam Á lọt vào tay Cộng sản,
thì cả vùng sẽ sụp đổ theo. Chủ thuyết này được các chính phủ Hoa Kỳ kế tiếp duy trì. Tổng thống Nixon sau khi thành công trong kế hoạch chia rẽ được Nga Xô và Trung Cộng và giành được ảnh hưởng của khối Ả Rập Trung Đông, ông bắt đầu giải quyết chiến tranh Việt Nam. Ông là một người chống cộng triệt để và bênh vực cuộc đấu tranh của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng trước sự đòi hỏi của dân chúng Hoa Kỳ phải giải quyết hòa bình gấp và áp lực của Quốc hội, Hoa Kỳ buộc lòng phải ký kết. Trong hội nghị hòa đàm Paris, một số điều khoản được thông qua dễ dàng, trừ hai điều quan trọng mà cả hai phe bàn cãi dây dưa trong 4 năm hòa đàm là 1. Giải tán chính phủ Nguyễn Văn Thiệu để thành lập chính phủ gồm 3 thành phần và 2. Quân đội Hoa Kỳ phải đơn phương rút lui. Trong thời gian hòa đàm, Hoa Kỳ đã tổn thất thêm 25.000 quân. Cuối cùng, hai phe đi đến thỏa thuận. 1. Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu vẫn cầm quyền và sẽ có một cuộc bầu cử gồm 3 phe tham dự. 2. Quân đội ngoại quốc rút lui ra khỏi miền Nam. Hàm ý quân đội Cộng sản không phải là ngoại quốc, vẫn được quyền ở trên lãnh thổ miền Nam. Những điều khoản bất lợi này không được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận, trong khi chính phủ Nixon ở vào cái thế không dừng được. Phái ông Kissinger đang thuyết phục Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu không chịu và đã quay lưng khóc, khiến ông Kissinger về tay không và thú nhận. Trong cuộc đời chính trị hơn 15 năm, tôi chưa bao giờ gặp cảnh ngộ như vậy. Sau đó tướng Alexander Hart, phụ tá cố vấn an ninh quốc gia, được phái qua thuyết phục Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu vẫn giữ lập trường không nhận bộ và đã hỏi lại ông Hart. Ông là tướng, tôi cũng là tướng. Giả sử có cuộc xâm lăng Nga Xô trên lãnh thổ Hoa Kỳ, và nếu có một cuộc ngưng chiến, ông có chấp nhận để quân đội Nga Xô ở lại trên đất Mỹ không? Tổng thống Nixon hiểu rõ hoàn cảnh, nhưng ông không có cách nào khác trước áp lực của lưỡng viện quốc hội, nên lại phái ông Kissinger sang Sài Gòn lần thứ hai, với một lá thư cầm tay cam kết chính phủ Hoa Kỳ sẽ can thiệp mạnh nếu Cộng sản vi phạm hòa ước. Do đó cuối cùng chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đồng ý ký kết Hiệp định Paris. Tổng thống Nixon được tái cử nhiệm kỳ 2 và Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 73. Nhưng không may, những biến cố khác dồn dập xảy ra. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua việc cắt giảm viện trợ kinh tế và quân sự. Tiếp theo tháng 6 năm 73, không cho sử dụng không lực Hoa Kỳ ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Rồi tháng 7 năm 73, với đạo luật War Power Act, không cho gửi quân đội Hoa Kỳ ra ngoại quốc, và cuối cùng sự từ chức của Tổng thống Nixon vì vụ Watergate vào tháng 8 năm 74, thì số phận miền Nam coi như không còn nữa. Trong khi đó, Cộng sản miền Bắc được khối Cộng sản viện trợ hùng hậu, đang chuẩn bị chiến tranh đánh chiếm miền Nam. Sau trận mùa hè đỏ lửa 72, lực lượng Cộng sản bị thiệt hại nặng nề và gặp khó khăn về tiếp liệu vì bị hải lực Hoa Kỳ gài mình phong tỏa vịnh Bắc Việt và không lực Hoa Kỳ oanh tạc nặng. Nhưng sau Hiệp định Paris năm 73, tướng Văn Tiến Dũng củng cố lại tất cả các sư đoàn ở vùng giới tuyến và vào đầu năm 74, tướng Dũng trang bị lại tất cả sư đoàn với vũ khí tối tân, xây cất những đường xá mới, thiết lập những ống dẫn dầu để yểm trợ cho công việc tiếp vận vào miền Nam, sửa sang lại đường mòn Hồ Chí Minh, thiết lập những trung tâm huấn luyện, dựng lên những trung tâm sửa chữa, dự trữ đồ tiếp liệu và thành lập những đơn vị cứu thương. Cho nên vào cuối năm 74, quân đội Cộng sản không còn sợ vấn đề tiếp liệu nữa và trở thành một quân đội tân tiến. Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thúc giục tướng Văn Tiến Dũng mở cuộc tấn công miền Nam. Nhưng Ủy ban Quốc phòng gồm tướng Giáp và Dũng tỏ ra e dè. Trong buổi họp Bộ Chính trị năm 74, Dũng tiên liệu phải mất nhiều năm để xâm chiếm miền Nam vì sự can thiệp của không lực Hoa Kỳ. Trước khi mở cuộc tổng tấn công miền Nam, Văn Tiến Dũng chọn Phước Long cách Sài Gòn 40 dặm về phía Đông Bắc để đánh giá tình hình quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 26 tháng 12 năm 74, Dũng cho hỏa lực pháo kích, và vào ngày 5 tháng 2 năm 75, tung hai sư đoàn với thiết giáp và pháo binh yểm trợ tấn công thị xã. Nhưng máy bay B-52 không xuất hiện, còn không lực Việt Nam Cộng Hòa quá yếu. Phước Long mất ngày 6 tháng 2 năm 75.
cho thấy Hoa Kỳ không can thiệp, nên Bộ Chính trị Cộng sản chỉ thị cho Văn Tiến Dũng mở cuộc tấn công bằng Mê Thuột. Chiến lược của Dũng là Dương Đông kích Tây, nghĩa là quấy rối chỗ này rồi tập trung lực lượng đánh chỗ kia. Dũng cho một đơn vị quấy rối Pleiku, trong khi tung ba sư đoàn đánh băng Mê Thuột. Cuộc tấn công bắt đầu ngày 10 tháng 3 năm 75 và băng Mê Thuột thất thủ ngày 11 tháng 3 năm 75. Tình hình chưa đến nỗi bi quan theo một số nhà quân sự ngoại quốc, thì ông Thiệu có những quyết định vội vàng và hoảng sợ, bỏ Pleiku và Công Tâm để phản công lại băng Mê Thuột và bỏ Quảng Trị và Huế để cố thủ Đà Nẵng. Đà Nẵng rơi vào tay Cộng sản ngày 29 tháng 3. Như vậy, Cộng sản đã chiếm trọn vùng một chiến thuật. Dũng tiếp tục xô quân chiếm vùng hai chiến thuật và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ nhanh chóng. Ngày 25 tháng 3, Bộ Chính trị ra lệnh cho Văn Tiến Dũng chiếm Sài Gòn trước mùa mưa vào giữa tháng 5. Văn Tiến Dũng đề nghị với Bộ Chính trị gọi chiến dịch này là chiến dịch Hồ Chí Minh. Dũng liền tung 16 sư đoàn bộ binh, hàng trăm chiến xa trọng pháo và hỏa tiễn, súng phòng không vào thành phố Sài Gòn. Vào đầu tháng 4 năm 75, lực lượng Cộng sản gồm 18 sư đoàn tiến về Sài Gòn theo năm mũi dùi, với mục đích đánh chiếm thành phố chớp nhoáng để tránh cuộc ác chiến giành từng khu phố. Bất lực, ông Thiệu từ chức trao lại chính quyền cho cụ Trần Văn Hương và rời Việt Nam ngày 21 tháng 4. Giữa lúc Xuân Lộc cửa ngõ vào Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản. Sài Gòn trong những ngày đầu tháng 4 năm 75 bao trùm không khí chiến tranh. Thành phố và các vùng phụ cận đầy ngãn dân chúng di tản từ cao nguyên và các tỉnh miền Trung về. Họ ngơ ngác như kẻ mất hồn vì gia đình thất lạc, tài sản tiêu tan, hoàn cảnh thật đau thương. Có người lạc vợ hay mất chồng. Có người bỏ mạng vì chen lấn hay chết đói, chết khát trên những tàu cũ kỹ thiếu an toàn, di tản từ Đà Nẵng vào Sài Gòn một cách liều lĩnh. Có người rơi xuống biển hay chết thê thảm khi chiếc tàu kéo đứt dây trôi ra biển cả. Giữa lúc đó tin tức thất trận các nơi gửi về hàng ngày, khiến dân chúng càng hoang mang. Đồng thời có những tin đồn thất thiệt như chính phủ Hoa Kỳ đang điều đình ngưng chiến, hay phi cơ B-52 sẽ xuất hiện vào giờ cuối cùng, hay Trung Cộng đang làm áp lực ở biên giới Bắc Việt để Cộng sản rút quân, trong khi một số người tìm cách vào sân bay Tân Sơn Nhất để di tản ra ngoại quốc với các kiều dân và nhân viên Hoa Kỳ. Cụ Trần Văn Hương được mời ra thành lập chính phủ, buổi lễ bàn giao được TV Sài Gòn trực tiếp truyền hình. Cụ trông già nua, mái tóc bạc phơ, giọng run run như khóc. Cụ kêu gọi thống thiết dân chúng siết chặt hàng ngũ sau lưng quân đội và nguyện hy sinh hơi thở cuối cùng tấm thân già để phục vụ đất nước, nhưng chẳng mang lại được chút hy vọng cho mọi người. Tình hình Sài Gòn càng nguy ngập hơn, các trục lộ nối liền Tây Ninh, Vũng Tàu và Cần Thơ đều bị cắt đứt. Được nâng một tuần, cụ Trần Văn Hương nhường lại cho tướng Dương Văn Minh vào ngày 28 tháng 4 để điều đình ngưng bắn với Cộng sản. Trong khi đó, một phi đội phản lực Cộng sản gồm 5 chiếc A-37S tịch thâu được của không lực Việt Nam Cộng Hòa, dội bom xuống phi trường Tân Sơn Nhất, phá tan kế hoạch di tản nhân viên Hoa Kỳ bằng không vận, siết chặt vòng vây Sài Gòn. Sáng 29 tháng 4, Cộng sản bắt đầu pháo kích hỏa tiễn 122 ly vào trung tâm thành phố. Tiếng đạn nổ rền trời, một quả rơi xuống xóm Bùi Viện gây nên một đám cháy lớn. Một quả rơi xuống sân chùa Chà cuối đường Lê Thánh Tôn, nghe tảng thần, cả khu phố rung rinh, may không gây thiệt hại gì cả. Một bà già thấy dấu vết quả đạn để lại trong sân chùa, nói với lòng thành kính, thật nhờ đức bà che chở. Sáng 30 tháng 4 năm 75, tướng Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh Sài Gòn lúc 10 giờ 15, trao chính quyền lại cho quân đội Cộng sản để tránh đổ máu. Đứng trên sân thượng ngôi nhà ở phố Nguyễn Phi gần chùa Chà, nghe tiếng trực thăng cuối cùng rời tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào chiều ngày 29 tháng 4. Tôi sững sờ, không ngờ Sài Gòn mất quá đột ngột và cảm thấy như kẻ bị bỏ rơi trên hoang đảo, vì từ đây bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Sáng 30 tháng 4, khi nghe tiếng xe tăng của quân đội Cộng sản vào thành phố, tôi rung người lên. Trước quyển ảnh một cuộc tắm máu ở Sài Gòn như ở Nông Bên,
Tôi lấy kéo cắt vụn tấm thẻ căn cước sĩ quan bọc nhựa và thủ tiêu những tấm hình mặc quân phục, như có thể tẩy xóa cuộc đời lính của mình. Suốt mấy ngày tôi không dám ra đường, lòng lo sợ như người mất hồn. Một người bạn thân vốn là thanh tra giám sát viện ghé lại thăm nói: "Tôi đến rủ cậu đi phố chơi, có gì mà sợ, tôi vẫn đi làm việc bình thường và được lãnh lương tháng này, mỗi ngày đến sở tập ca bài hát cách mạng vui lắm." Tôi yên lặng mỉm cười và nghĩ thầm, trong cuộc tỷ võ, các võ sĩ chọi nhau lẩu đầu chảy máu, nhưng khi vãn cuộc họ ôm nhau trong tình huynh đệ. Ngược lại trong cuộc chiến tranh giữa hai nước, nhất là trong cuộc nội chiến Việt Nam, khi cuộc chiến tranh tàn không có nghĩa là hồi cả làng, mà phe quốc gia bại trận phải chịu những sự trừng phạt và trả thù không lường được của phe cộng sản. Tôi đang thất thẩm chờ đợi một hình phạt mà không biết xảy ra khi nào. Một tháng sau, tôi cũng như tất cả cán bộ quân dân chính đi trình diện học tập. Tôi trình diện ở trường Gia Long. Nghe đi học tập, vợ tôi tưởng như đi học chính trị nên vẫn đi thăm bà ngoại đau nặng ở Nha Trang. Tôi mang theo mùng mền, hai bộ áo quần bằng chải, kem đánh răng, chén đũa và tiền ăn tiêu trong 10 ngày, như được thông báo. Tôi bớt lo sợ vì thấy trước đó binh sĩ chỉ đi học 3 ngày tại phường rồi được về nhà. Tôi hôn ba đứa con và nói các con hãy ngoan ngoãn, ba sẽ về cuối tháng. Chiếc xe lam đậu xuống trước chùa Xá Lợi trên đường bà huyện Thanh Quang. Tôi xuống xe và bước trên lề đường đến trường Gia Long. Người trình diện đi tụ năm tụ ba trông giống như thí sinh đi thi tú tài. Nhưng một điều không giống là thay vì cầm bút mực thì người nào người nấy đều cầm một xách tay hay mang một cái sắt trên vai. Thấy một cậu khoảng trên 20 tuổi, thấp và mập, mang một cái ruột tượng quanh vai, tôi mới hỏi thân mật: "Ê, bộ mang cái gì mà trông như lính thú ngày xưa vậy?" Cậu vui vẻ trả lời: "Ha, em xấu máu đói nên sợ đói lắm, mẹ em mang cái ruột tượng này chứa đầy gạo." Tôi nghĩ thầm, đi một tháng có chết gì đâu, có tiền mang theo muốn ăn gì không được. Hóa ra cậu này có lý, chắc cậu này có ai ở ngoài bắt vào nói cho biết. Tôi đứng nối hàng trước chiếc cửa hông trường Gia Long, một tên bộ đội thâu nhận giấy trình diện. Hễ ai nộp giấy tức là cửa ngục khép lại. Ai dạy dọc đến hỏi dù không phải là hạng đi học tập mà tự nộp mình một cách oan uổng. Có tiếng chào: "A à, thầy Chính, thầy cũng trình diễn ở trung tâm này." Tôi thấy mặt quen nhưng không nhớ gặp ở đâu. Sau này ở cùng một tổ mới biết đó là anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh viên võ bị quốc gia khóa 23. Mọi người ngồi xổm giữa sân thành hàng, nhìn những tên bộ đội đứng giữa sân, tôi nhớ lại 5 năm trước đây khi bị bắt dẫn vào rừng Liên Khương Đà Lạt. Tôi đã thấy những khuôn mặt Việt Cộng đội nón cối như thế. Hồi đó tôi nhất định không ra đầu thú, nên thoát chết. Nay số phận trớ trêu, miền Nam mất, hết đường chạy trốn. Tôi phải nộp mình. Chiếc sân trường Gia Long đầy người, hệ cứ đủ 11 người ngồi đầu là tổ trưởng và người cuối là hậu cần. Tôi tình cờ ngồi đầu toán nên tự nhiên làm tổ trưởng ngay từ phút đầu. Rồi một tên bộ đội khác dẫn vào trong một lớp học. Một chốc sau lo loan báo hậu cần sẽ thu tiền mỗi người 10 đồng để trả tiền ăn hai buổi trong ngày. Đến 11 giờ, một chiếc xe ben hiệu Ford của nhà thầu mang thức ăn đến. Cơm nóng và ba món ăn tôm tất ngon lành. Mọi người ngồi ăn và ngây thơ hỏi: "À, chúng mình ở một tháng như vậy chẳng đến nỗi nào." Tôi cũng nghĩ thầm trong bụng như vậy. Phòng chúng tôi ở tầng 2 trường Gia Long. Khi ăn xong, ai nấy phải chạy xuống lầu để rửa chén đũa. Một người bạn trẻ tôi mới gặp lần đầu tiên thấy tôi đi xuống lầu thì nói thân mật: "Anh khỏi mất công đi xuống, đưa chén đũa em rửa giùm cho." Suốt 3 ngày hết chờ ăn lại ngủ chẳng thấy động tĩnh gì cả. Thì tối ngày thứ ba, tất cả được gọi ra sân tập họp và được lùa lên những chiếc xe riêu đã đậu sẵn từ khi nào không hay trên đường Phan Thanh Giản. Cứ mỗi xe khoảng 40 người, chiếc riêu nhỏ hơn chiếc GMC nên phải đứng chen nhau. Hành lý phải bỏ xuống sàn và giẫm chân lên trên, rồi mui xe được buông xuống. Đoàn xe chạy theo đường Phan Thanh Giản rồi biến mất trong đêm, chẳng biết phương hướng nào. Xe bịch bùng chật chội, mặc dù xe đã chạy, nhưng vẫn không xốc lại được số người quá đông. Người thì kiễng chân, một tay níu trần xe,
Có người mỏi chân nằm liệt trên đống hành lý, có người buông mình mặc cho người khác xô đẩy. Không khí ngột ngạt, thỉnh thoảng có tiếng văng tục. Mẹ chặt quá chịu hết nổi. Mẹ thằng nào đánh rắm thối quá. Xe chạy suốt đêm, mệt mỏi và nóng nực. Tôi chợp mắt, khi nào không hay. Khi nghe tiếng ồn ào huyên náo tôi choàng tỉnh, thì hay đã đến nơi. Mui xe được vén lên và mọi người nhảy xuống. Có người đi loạn choạng, có người tê chân, ngồi một chốc mới đi. Trời tối chẳng biết đây là chỗ nào. Có người nói nhỏ, đây là căn cứ sư đoàn 5 Trạng Lớn Tây Ninh. Trạng Lớn, đây là chặng đầu trong chuỗi đảo học tập. Tác giả Trần Văn Hiền. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.